Trang đi lấy cái cá hồi về đây để bố tẩm ướp. Tí nữa cho ăn nướng. Cho mày nướng á? Dạ. Mày nướng cái bác Thêm ấy, bác Thêm đang nghiên cứu cá hồi kìa. Nhìn có thấy giống cá chiên không anh Thêm? Giống nhỉ? Nó đỏ đỏ như thế. Thế trước mình mổ con cá chiên kia anh em nó bảo giống thịt cá hồi đây. Đúng rồi. Nào bây giờ chuẩn bị bóc cái thịt cá hồi này ra nhá. Anh Thêm mở hộ em với. Ô, nó làm đẹp thế này á. Thịt cá chiên. Còn kia nữa, còn mấy con đưa nốt bóc Thêm bóc đi. Hai miếng. Mềm lắm. Để sờ vào này. Nhiều. Mềm cực. Mềm nhất, hơn nhất nặng luôn. Nào đây, có hai miếng cá hồi đây rồi các bác. Nhìn đẹp đấy nhỉ. Để nguyên trong cái này được nhỉ, không cần phải bỏ ra nữa nhỉ. Thịt mềm hơn nữa. Ờ thế thì bỏ cái lá này ra đi, trông nó mình nướng xong chín mình bỏ. Còn bây giờ tẩm ướp luôn bằng cái khay này cũng được. Bố ơi. Ơi. Nó mềm hơn nhất nặng. Mềm hơn rất nặng á. Rõ ràng. Các bác thấy chưa, cái thịt cá hồi nó cũng giống hệt như là cái thịt con cá chiên đấy. Trước mà tôi với anh Thêm làm cái gỏi cá chiên này, mấy người xem bảo là giống cá hồi. Nhưng mà thịt cá chiên nó đỏ hơn. Xem cái mặt kia của nó xem nào. Ô. Ăn nó khác bố ơi. À đây. Đây là mặt vảy của con cá hồi. Vảy người ta có bỏ đi không nhỉ? À vẫn còn vảy đấy, vẫn còn vảy, chưa bóc vỏ đâu, bóc vảy đâu. Bỏ đây. Ơi. Lúc vảy. Có vảy mà anh. Lúc nó còn sống vảy nó khác. Tôi có hai miếng nha. Đây hai miếng. Thì là miếng này tôi thử nướng theo cách bình thường nhất ấy, là dùng hạt tiêu. Dùng hạt tiêu các bác nhá. Hạt tiêu đen đấy. Mình dùng hạt tiêu đen mình nướng thử một miếng. Ừ. Đây miếng này cho hạt tiêu trước. Thì tôi dùng muối thôi, cho muối vào. Cái này lúc ra con cá này, vậy con cá này sống nó khác đấy bố ạ. Thế yeah. Màu nó khác, đi siêu thị con thấy rồi mà. Ừ. Đi vip mát siêu to. Giờ đến lượt cho cái hạt tiêu lên các bác nhá. Xong. Nhìn đẹp rồi đấy nhỉ. Tôi zoom lại một tí cho bác nhìn nhá. Đấy toàn bộ cái thịt cá hồi này được tôi tẩm ướp cái hạt tiêu và cái muối một mặt thôi. Xong hoàn chỉnh một miếng các bác nhá. Đây một miếng đã xong rồi, để sang bên này. Còn miếng này mình cho thử cái hạt mà khén thế nào. Xong xuôi rồi, đây. Quay lên đây cho hai thằng kia đang ngồi, nó đang giòm thèm kìa. Đây các bác nha, một miếng cá hồi là nướng tẩm ướt cái mắc khén hạt dồi này. Và một tí ớt. Thế còn cái đĩa kia, đưa đây cho bố. Thì là chỉ có hạt tiêu thôi. Đây các bác nhìn này, chỉ cho hạt tiêu với lại một tí ớt thôi. Còn nguyên khay đây, thì tôi để nguyên đây đã. Cho nó... Tôi để tạm đây nha, cho nó ngấm đều gia vị trong chỗ mình mang đi mình nướng. Không nhớ nữa. Chắc là thôi bỏ đi, đừng có người chê. Để tí, bỏ đi, tí nữa cho nó ngấm, bố nướng cho ăn. Ngấm gia vị đều đều hết rồi đấy các bác. Tôi mang đi chất bếp đây nha, đi cho than vào nha.
mình nướng bằng than. Con dao này thì tí nữa để cắt ăn nhá. Bỏ đây. Đây, gia vị ngâm hết rồi. Miếng này cũng thế. Đều hết rồi. Xong. Mày. Nướng chỗ này thì có vẻ hôm nay nóng các bác ạ. Bên này đang nấu rượu. Đây là cái nồi rượu này, nướng chỗ này này. Còn bây giờ tôi phải đi móc than bên này ra đã. Than trong này nhiều lắm, than hồng hết rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Móc ra xong mình nướng cá hồi chắc nhanh chín thôi mà, tí là chín thôi. Phải đi móc đấy nhá. Ngại phết đấy, nóng mà. Úi trời. Úi nóng quá, móc mãi được cái cục than to này các bác nhìn này. Cái quạt này lên là nóng, thấy chưa? Đấy, này thao nướng cá này. Cá than to. Được cái đấy, để tôi cho cái vỉ lên nha các bác nha. Thằng Giang ra lấy cái con cá về đây cuôi. Nóng. Chắc chỉ cần một mặt này thôi nhờ các bác nhỉ. Thế thôi. Hai bên cá cũng bé bé thôi mà. Để thế nhá. Đây, miếng đầu tiên là mình tẩm ướp hạt tiêu cho nó lên dàn sấy đi. À, dàn quên, cứ dàn sấy cho lên nướng đi, nhìn đẹp đấy. Một này. Đây, còn cái nữa. Còn cái này là mắc khén hạt dồi ớt muối. Thử hai kiểu xem nào. Xem cái nào nó hợp. Nhìn đẹp không các bác? Đẹp ác ấy nhỉ. Cho nó lên đây. Ai chà. Cá hồi nướng thì chắc là nhanh chín đấy các bác. Nói chung là về cá thì nó sẽ nhanh chín. Mình cứ nướng nó lửa từ từ. Mình không kẹp như kiểu nướng cá Tây Bắc thì bọn tôi hay hơ bên cạnh trước. Nhưng mà đây là cá hồi thì tôi sẽ nướng cái kiểu này. Giống như phương Tây người ta hay nướng ấy. Nướng trực tiếp trên than hồng luôn. Khi nào nó xeo mặt này thì ta trở mặt kia nhá. Đấy, người ta cứ nướng nó chậm chậm này. Các bác nhìn giờ cá hồi nó đã có cái lớp nước nó chảy ra rồi này. Mặt dưới chắc bắt đầu khô dần rồi đấy. Nhưng cứ từ từ nha. Không nên ép chín nhanh, chảy chín nhanh cháy mặt ngoài nhưng mà bên trong chưa chín đâu. Cứ từ từ thôi. Than cứ để bé bé như này. Đó, nhìn ngon chưa? Đấy, cái nước này nó ra rồi này. Bên trong nó chín dần nó đẩy cái nước ra mà các bác. Hai miếng. Ngon đấy. Cứ để cho nó chín đi. Bây giờ vấn đề khó nhất có vẻ là để chở cái miếng cá hồi đấy các bác, bởi vì nó dính vào cái mặt của cái này rồi. Nếu như phương Tây người ta nướng là người ta nướng cái vỉ to, bôi một tí dầu lên thì nó không bị dính cái này. Còn bọn tôi dùng cái vỉ đan chéo này, các bác nhìn chéo. Thế còn nếu mà nướng cá hồi thì thường người ta nướng cái vỉ một thanh thôi, không phải một thanh mà thanh song song ấy, thì nó rất dễ lấy. Mình nướng cái vỉ mà đan hình ô thế này rất khó lấy, nó dính mà. Ra lấy cho bố cái thớt về đây xem nào. Cái thớt trên bàn ấy, cái thớt sạch ấy. Mang đây xong rồi đặt tay bố bỏ cá hồi xem này. Bỏ thử ra gỡ xem nào các bác, có vẻ khó khăn rồi. Nhớ cái đây nhá. Đây đặt trên cái ghế, đặt trên cái ghế, ghế đâu, ghế mây đâu. Rồi đặt kéo ra ngoài một tí. Kéo sát mép này. Rồi. Chín chưa bố? Không biết, à mặt trên này chưa chín, mặt dưới thì sắp chín rồi. Cái gì đấy, liếm liếm cái gì đấy, đã chín rồi mà liếm liếm. Để tôi thử thử gỡ xem nào các bác, dùng tay thử trước nhá. Không có đâu, dùng cái kia thì nó sợ nó vỡ nát. À, chuyên gia, dùng tay là chuẩn nhất đấy. Còn một miếng bên này nữa. Yên nào, để bố làm thế nào. Ôi giời, được rồi. Được rồi. Xong, không bị dính. Bố ơi. Lật nhá. Ai chà chà. Giòn tan. Ai chà chà. Cầm.
Ông lên cái này. Đây tôi lật bằng tay xong rồi, một mặt được rồi, một mặt chín chín rồi đấy. Giờ còn lại mặt kia tôi cho lên nướng tiếp nhá. Cầu kỳ thế, cá hồi ơi là cá hồi. Rồi, tiếp tục cho nó nhỏ lửa cho nó chín dần. Cứ cho than bé như vừa nãy tôi làm ấy, nó không bị cháy đâu, mà nó vàng này các bác nhìn này, khô hết rồi này. Đó. Cứ đợi một lúc nữa nhá. À, khói quá. Hai thằng này chắc thèm lắm rồi chứ. Ôi, cứ để đấy nha. Thèm nước dãi chảy hết ra rồi. Hai trẻ con. Làm gì? Thái chuối á? Thái đi, khi nào thái hết cái khúc chuối đấy tao cho ăn cá hồi. Nhá. Ăn vịt á? Thế cá hồi nhường bố nhá. Không. Được không? Không. Thế sao mày bảo là con ăn vịt? Bố ăn vịt. Không, tí nữa cá hồi tao ăn. Có biết thái khối ấy, ông ạ. Ấy giờ còn ăn nhiều gạo lắm, mày biết thái con ơi. Cứ tập đấy, nghịch tinh tinh đừng vào thái vào tay là được nhá. Nhớ chưa? Ta đi xem cá hồi. Ai. Sờ xem nào các bác. Nó đã chuyển dần sang cái màu sậm hơn các bác nhá. Những cái miếng thịt cá hồi này mình nhìn này. Nó dần chuyển sang màu sậm hơn rồi, khô dần. Một lát nữa là chén được cái đấy. Đấy, trời lại mưa rồi đấy các bác. Mưa suốt ngày trên này. Cá anh em nọ bảo mang ra suối nướng mà cũng không ra được. Ôi, khói. Nói phải nín thở đấy. Ai. Nhìn ngon lắm rồi. Cận cảnh một tí nữa cho các bác xem nhá. Đấy. Cứ từ từ, bình tĩnh, đâu sẽ vào đấy hết. Ok rồi đấy các bác ạ, từ nãy giờ có vẻ là gần chín rồi đấy. Tôi lật lại mặt kia xem nhá. Ôi giời. Một tí nữa thôi, một tí nữa là chín. Đợi một tí nữa. Xem mặt này thế nào. Cũng gần gần chín rồi, một tí nữa thôi. Cho nó chín hẳn đi. Nhìn ngon rồi đấy. Tôi kiểm tra lần cuối cùng các bác nhá. Xem nó vàng hẳn là được. Ôi giời được rồi. Rồi. Lật lại này. Cho các bác nhìn cái mặt trên của nó này. Mặt trên là mình trang trí, mình bày mặt trên. Xong rồi đấy. Lẽ ra là phải hơi vàng vàng một tí nữa cơ. Nhưng mà tôi muốn cho nó chín hẳn, trẻ con ăn sợ nó. Bên trong nó sống thì chết. Ngon chưa các bác? Rồi bây giờ ta bê ra nhá. Xong phim cá hồi nướng. Thì nó cho ra cái thớt kia nha các bác nha. Nhìn đẹp thế. Ngon. Gắp ra các bác nhá. Đầu tiên là miếng nướng theo kiểu của Tây Bắc cũng cho mà khén thật rồi này. Thứ hai là miếng nướng đúng kiểu truyền thống mà hai người ta hay nướng cá hồi ấy, là chỉ có hạt tiêu thôi. Nhìn đi. Nướng cá hồi này khá là khó đấy các bác. Bởi vì là nếu mà nướng khô quá như để nó giòn thì không ngon. Các bác nhìn đây này. Cái mặt này thì nó có cái lớp da và cái vảy còn thì mình úp cái mặt này xuống trước để nướng nhá. Nó không dính. Xong bắt đầu khi nào nó khô ta mới lật cái mặt kia. Và thứ hai nữa là cái mặt mặt trên này ta nướng nó chỉ vàng này thôi nhá. Không nên nướng vàng quá. Đây này các bác nhìn đây này. Đó. Đẹp chưa? Tôi sẽ cắt một ít chanh các bác nha. Cắt một ít chanh lát. Mình xếp lên trên cá hồi ăn cho nó chua chua nó ngon. Một lát này. Bón đây. Hai lát này. Bón đây. Ba lát này. Bốn lát này. Năm lát này. Rồi. Rồi bây giờ mình trang trí lên trên cái miếng cá hồi như này.
Đây, thử xem nào. Cắt chanh nó vẻ hơi xấu một tí nhỉ, nhưng tôi muốn cắt mỏng. Đó. Không đẹp mấy nhỉ, miếng này xấu quá. Cho cái miếng này đi. Đó, nhìn đẹp đấy. Cho thêm vài cọng rau thơm nữa. Đấy. Đấy. Các bác nhìn thấy hấp dẫn không? Miếng cá hồi này nó bắt đầu nó khô, nó vàng sậm hơn này. Sậm này. Thêm tí chanh chua chua này. Rau thơm một tí. Còn quả chanh này tôi vừa nãy tôi chụp cái ảnh để trang trí thôi. Xong rồi nhá, chuẩn bị chén phát xem nào. Xem nó ngon không? Zoom ra. Nét luôn. Đấy. Bây giờ tôi cắt thử cái miếng này các bác nhá. Nào, mình đưa lui ra nào. Cắt thử xem nào. Cắt thế này à? Cắt thử nhá. Ui, dài phết đấy các bác ạ. Ui, nát hết rồi, không cắt được đâu. Không cắt được, không cắt được, không cắt được, không cắt được. Bây giờ làm thế nào nhỉ? Làm thế nào, làm thế nào? Bọn trẻ con thì đang bảo là cấu ăn đấy. Đây, có thể là không phải cắt như thế mà là cắt thế này. Tôi có thể, tôi thử xem nhá. Đặt con dao phát thế này. Nát hết rồi. Nát hết rồi. Bẻ ăn thôi. Hả? Bẻ ăn thôi. Bẻ ăn á? Bố thấy trong phim người ta cắt ra cơ mà. Đấy, sao người ta biết cắt chứ, dao lại khác chứ. Dao lại khác á? Thế con dao nhỏ nhỏ cái đâu, đưa con dao nhỏ nhỏ cái đây thế nào? Con không biết nữa. Để tôi thử con dao nhỏ thế nào. Sao mình cắt được nát thế này? Thôi cái này cắt ra thành từng khúc này, phần thế này. Ô. Ăn thôi chứ. Hả? Miếng kia, miếng này thì cấu đi bố. Cấu á? Bẻ. Nướng cẩn thận bao nhiêu thì bây giờ cá hồi mình cắt một phát bẹp dí thế này rồi các bác. Các anh em cắt kiểu nào đấy chỉ tôi với thế nào. Bây giờ làm thế nào? Hả? Bẻ ăn. Bây giờ bẻ ăn đã. Thế này, nhìn thế này nát hết rồi. Thôi còn miếng này để phần cho anh thêm chị Trâm với lại mấy anh em khác nữa. Mỗi người thử miếng để cho bà nữa. Thế còn cho bọn trẻ con ăn thì ăn thử cái miếng này. Ôi dồi ôi, sao nát hết thế này nhỉ. Thử thế nào, Giang thử thế nào xem có ngon không. Ăn ăn như thế nào? Ăn giống cá bình thường á? Ăn giống cá hấp á? Tôi thử lấy tay bốc xem các bác nha. Đấy là Giang ăn đi. Thằng ấy ăn không? Thực ăn không? Thử xem nào. Tôi thử miếng này nào. Thử miếng này các bác nha. Đó hồi tôi không chấm nữa. Đây tôi thử miếng này nha. Tôi không chấm nữa đâu. Xem ăn vị của nó như thế nào. Thế này mới ngon. Ừ. Ăn cho rau thơm lên. Ăn cũng bình thường nhỉ. Ăn cho rau thơm. Nhưng mà nó có một cái vị khác các bác ạ. Nó có một cái vị ngậy. Vị ngậy và hơi thơm thơm. Giống như mình ăn cái, các bác có mở cái cá hồi không, cá thu ấy. Mở ra nó có một cái mùi na ná như thế. Thì cá hồi này nó cũng có thế. Vị nó hơi ngậy ngậy béo béo. Bây giờ tôi thử ăn với lại một miếng miếng chanh này nào. Cho miếng chanh lên nha. Cắt cái miếng chanh này ra đã. Ăn cô quá luôn ạ. Đây. Dạ, ăn cô quá luôn ạ. Thì miếng này để đừng đứa nào ăn vào miếng này nhá, để cho bà với lại bác thêm với chị bác chăn nhá. Đây này, tôi để tôi thử cho miếng chanh vào xem nào. Xếp miếng chanh vào thế này này. Xong là cho một cái cái lá rau thơm này vào thế này nhá. Đây. Xin lỗi ăn bằng tay nha các bác nhá. Giữ cho bố với. Giữ cái da đây. Rồi. Đây, ôi. Đây, thử cả miếng chanh, cả miếng cá hồi này các bác này. Mọi rau thơm này. Xem có ngon không nhá. Ra người cho chanh ăn ngon lắm. Cho chanh ăn chua ngon lắm. Mềm, thơm. Ăn thế nào? Bà đang nhìn hai đứa trẻ con ăn vui. Còn cái này tí phần bà nhá. Con vào con lấy cho bố cái đĩa đây, để cái này cho bà với cho bác thêm. Bác chăn. Đây cái này để phần cho bà. Ra. Ra kín luôn trẻ con à?
Thế tí nữa ăn với ải sớn nở. Ăn với ải sớn nở. Một miếng to. Để dành cho... Ôi nóng quá. Để tôi lấy cái này gắp. Nóng quá không cầm được. Đây. Con để vào trong cho bác thêm. Để trên bàn này cũng được. Để trên bàn này này. Để riêng ra. Đấy. Để đây tí nữa cho bác thêm với bà với lại bác Trăn. Còn đây mấy chú cháu mình ăn cái này thôi. Mình cắt hơi rốt các bác ạ. Tôi không biết là người ta cắt kiểu gì nhỉ. Hay là người ta cắt trước khi nướng nhỉ. Chứ mình làm cái này mình cắt một phát là đây cũng có thể cắt thế này được này. Hai là mình đặt con dao nha bác nha. Kinh nghiệm ở đây tôi khứa thế này là nát hết. Mình đặt con dao sắc ấy. Đặt một đầu giữ chặt thế này xong là ấn thế này luôn này. Thì là nó sẽ vỡ được. Thôi. Ơi. Ăn da nó. Ăn da ngon à? Giòn. Ăn da này ngon á? Giòn. Thử xem nào. Mày sai tao. Xé cho. Xé cho bố một miếng. Thử xem nào. Da cá hồi. Giòn. Thử xem da cá hồi xem nào. Bọn ăn ác ấy. Giòn nhỉ. Nhiều mỡ đấy. Da nó. Hả? Ăn đi. Thịt không ăn, ăn da làm gì, chia nhau mỗi đứa một ít thì ăn thịt thôi. Đây còn hai miếng này thì bố cắt ra cho xong chia cho mấy anh em. Cắt ra 4 miếng nha, mỗi người 2 miếng nha, mỗi người 1 miếng nha. Một này. Miếng này cắt ra nữa này. Ôi nát hết rồi. Đây miếng này cho thằng Giang to. Miếng này cho thằng Giang nhỏ. Miếng này cho thằng Thức, miếng lành cho thằng Thức. Miếng này cho chú. Còn đây một miếng nữa. Để tí nữa chia nhau nốt. Nào ăn với miếng chanh. Đây các bác này, chanh này. Ăn cái này ngon lắm, mình cho tí chanh vào nó chua chua. Ăn cả vỏ của nó cũng hăng hăng ngon mà. Rồi. Cho một tí chanh lên thế này này. Rau thơm này, hơi xấu một tí. Nhưng cũng được. Đây các bác nha. Có cả một tí chanh này, một tí rau thơm và một miếng cá hồi, ăn ngon lắm. Không cần chấm đâu, nãy tôi tẩm gấp gia vị là hết rồi. Mang ngay bố một miếng kia bố xem nào. Thế mình ăn vừa nãy miếng vừa nãy là nướng hạt tiêu à? Thế còn cái này là nướng mắc kén hạt dổi với lại muối à? Thế tí bố phải xin bác thêm một miếng bố ăn thử. Bỏ kia. Phần đấy để đấy. Còn mấy cái này ăn nốt đi. Thế còn miếng này là cắt ra làm 3 phần cho chúng mày này. Một này. Từ từ nào Giang. Hai này. Miếng này thằng Giang to này. Miếng này thằng Giang nhỏ này. Miếng này thằng Thức này. Còn miếng này. Về chúng mày như tao nướng sắp chết rồi, ăn không kịp ăn đi chúng mày. Con trẻ con này, thằng này ăn nhanh nhắm đấy nhá. Thằng Thức này. Đấy thế nào bắt vét nốt thì vét đi. Úi giời ơi, các bác nhìn xem. Úi giời ơi. Đúng rồi bọn trẻ con này. Ăn ngon thế. Nhìn nó ăn mình cũng vui mà các bác, làm trẻ con ăn là chính. Ngon chưa không? Thế sau có ăn được không? Úi giời ơi, con này cá hồi đắt lắm. Bố mua được 2 miếng thôi. Nhá. Hôm nào bố làm một miếng món khác nhá. Rồi xong xuôi rồi, bây giờ chúng mày mang cái gói cái giấy này vào cất đi. Còn vứt vào thùng rác đi. Để bố đi dọn. Đấy, vứt thùng rác đi. Rau thơm á? Bố hái ở vườn. Vườn đầy rau thơm. Thế còn đây các bác ơi, cái miếng mà cho cái mắc kén hạt dổi với lại ớt ấy thì tôi tí nữa để cho phần anh thêm, tôi sẽ cố gắng ăn thử miếng nhỏ để tả cho các bác biết. Cái này là để phần mọi người nhưng mà nó lại hai miếng khác nhau. Như thế vừa nãy cắt đôi ra. Cắt đôi ra mỗi miếng một nửa. Thì là bọn kia cũng được ăn thử cái này. Còn chanh đây còn một tí nữa. Thì cái mùi vị của cá hồi này các bác ăn ấy là nó khá là nó ngậy nhưng mà nó vẫn có cái vị béo béo của cá hồi, ví dụ như là cái mỡ nó chảy ra này. Đấy, ngậy. Có thể là cá hồi bảo nhiều dinh dưỡng đấy tôi không biết, nhưng mà ăn thì nó cũng khá là thú vị, bởi vì là nói thẳng ra là nó đắt các bác ạ, cá hồi nó đắt. Mình ăn chỉ ăn chơi chơi này thôi chứ cần bảo ăn hàng ngày thì khó lắm. Ở Hà Nội hay là nhiều thành gia đình có điều kiện nên dành cho con cháu, con cái nhỏ ấy. Hoặc là cũng có thể là người ta cũng mua về thưởng thức. Thưởng thức thì được, chứ cần bảo ăn hàng ngày thay cá khác thì rất khó. Vì nó đắt tiền mà các bác. Thôi để đây nhá. Trông là mình ăn thử cái miếng này một tí. Đây này các bác này, cái con cá hồi các nướng vừa nãy ấy là cái miếng mà có hạt tiêu thì tôi với bọn trẻ con ăn rồi. Thế còn cái miếng
Miếng này là miếng ướp bằng mắc khén hạt dổi ấy, thì bảo để tí mọi người ăn thử. Sớm là mày lấy cái bát đi để cho bà một miếng. Xong mọi người bốc ăn đi. Để em cắt. Không cắt được đâu, tao cắt nát hết, tao vừa nãy cắt bét bé ra cơ mà. Bẻ thôi. Rạch. Đấy, rạch cho bà miếng. Tối bán cơm. Ơ bây giờ nó khô để rạch được à? À nguội rạch được à? Nguội thì nó cứng như này. Ừ, đấy để cho bà miếng đấy. Nát hết thì mà Toàn. Nát rồi này. Bẻ thôi Toàn à. Tối ai ăn thì ai bẻ đi, cho nó nhanh. Da nó ngon. Da nó ngon á? Ăn anh thêm chị Trăn, thử đi, thử cái cá hồi này xem nào. Thử xem cái miếng. Người ta làm cá hộp gì nhỉ? Không, cá hồi làm gì cá hộp. Ôi, đắt lắm anh cái này. Đi nhà chị đi. Đây này, thử xem cái ướp mắc khén hạt dổi xem các bác. Ngon thịt. Ngon cay. Đây là cá hồi ướp hạt mắc khén hạt dổi cũng ngon lắm. Để nguội ăn còn cứng hơn. Nó cứng hơn là lúc ăn lúc nãy. Nhưng mà nóng thì ngon hơn anh chị em ạ. Đây này, ăn Toàn ơi. Ăn phải kẹp với cái chanh này này. Ừ. Thế hợp lý à? Ừ, mày cắt miếng chanh mày cho miếng cá ngon cực kỳ. Thơm nữa. Ừ. Đấy, gói như thế. Hả? Cho ông thêm làm thử miếng xem ăn có thấy cá hồi ngon không. Khi đi là ngon Toàn. Sao cái bát Toàn. Ngon. Khi đi à? Ôi giời. Gói cá hồi thì đấy anh em ăn đi, mỗi người thử miếng. Cá hồi là nó đi theo đàn nhá. Ừ. Thôi cảm ơn các bác nha. Vì giờ cá hồi hết, hôm nào tôi về Hà Nội tôi sẽ làm thử vài món về cá hồi ngon ngon. Cho gia đình thử ăn xem nào.